Kia K3000 đời 2012 mới về. Điều hòa, lót sàn đầy đủ. Bây giờ sẽ đi thử nha. Lái thử con này về đại bản doanh đặt xe tải. Đây là một mẫu xe máy cơ được trang bị điều hòa. Tất nhiên là điều hòa lắp ngoài thôi, không phải điều hòa công ty. Nhưng với cái thời tiết nắng nóng như thế này và cái trải nghiệm bước chân lên xe, bật chìa khóa, bật quạt gió, bật điều hòa, bật AC, mắt luôn như này là ưng cái bụng rồi đấy. Một chiếc xe không đâm va, một chiếc xe không đâm va, khám phí còn dài đến tận năm sau, đến tháng 2 năm sau. Cộng với lại là côn số ngọt ngào, không nhảy số nào đấy. Đi xe phải cảm nhận. Thứ nhất là đạp ga nó bốc. Vòng tua, thứ nhất là vòng tua máy này, vòng tua máy đạp là nó lên luôn. Thứ hai nữa là số là nó không bị nhảy số nào, vào số ngọt ngào là ok. Nội thất thì được ghế là được bọc da, ba ghế ngồi, ba ghế ngồi cho ba, một lái xe và hai phụ đấy, một phụ một bộ, được chưa? Hoặc là nếu mà chúng ta đi một mình thì buổi lúc nào mệt thì có thể ngả lưng. Với cái mẫu xe như thế này thì bạn sẽ yên tâm hoàn toàn, kể cả bạn chở hàng đi đường khó thì nó cũng không có độ trễ ga như dòng xe máy điện. Và thậm chí là với một chiếc xe mà máy móc, hệ thống dây số rồi là côn nó ổn định, bạn hoàn toàn có thể tự tác động vào hệ thống bơm để mà một là mở cửa dầu thêm ra cho xe nó bốc hơn, hai là thiết chặt vào để ăn ít dầu đi, tại vì nó là máy cơ hoàn toàn có thể chỉnh được bằng cơ. Trên đồng hồ km là bao nhiêu vạn đây? 10 vạn thì chiếc xe này đời 2012 thì đây là 10 vạn tua, nói luôn với quý vị và các bạn thế. Còn đâu là hơn chục năm rồi thì chúng ta sẽ quan trọng cái nó gọi là chất lượng nhiều hơn, sự ổn định nhiều hơn. Với mẫu xe như thế này thì tại đặt xe tải Thái Nguyên đang bán là 235 triệu. Và tất nhiên rồi, đi mua xe chả ai bán gọi là cứng giá 100% cả, không mua 10 bán cả 10 cả, sẽ đều có giá cực tốt cho anh em yêu quý đặt xe tải. Trong clip này thì anh em có một cái bạc cuộc, đó là gặp đặt xe tải sẽ được cái giá là 230 triệu. Hôm nay cũng là ngày 2 tháng 9 năm 2022, cũng gọi là có một cái gì đó tri ân khách hàng, lãi ít đi một tí và đỡ mất công, đỡ mất thời gian của anh em mặc cả nhiều. Bình thường mặc cả chán, mặc cả chê mới được đôi 3 triệu 5 triệu, thì bây giờ bớt luôn cho anh em đỡ mặc cả. Giá thì ngày nào cũng báo rồi, nó xem nhau như thế rồi. Xe không đâm va, điều hòa nó sàn đầy đủ nha. Còn tươi xe, máy chất, máy như này là chất đúng không anh em? Máy như này là chất đó. Kêu gì đấy? Đá bắn à? Giàn lốp thì mình vừa mới xem thì còn tương đối, nó vẫn chở được một vụ Tết nữa, đào Tết nữa, anh em yên chí. Đây là cung đường vô tranh, đoạn mà có rất nhiều khúc cua. Đường tình thì anh thua, nhưng mà đường đua thì anh chấp hết. Cuộc đời là những khúc cua, mà đua mà không đúng là thua cuộc đời. Đường đi lối đi riêng nhé anh em. Đoạn này nếu mà hoa mắt chóng mặt là lao xuống ruộng ngay hết, cua quá nhiều. Đấy, chiếc xe thì chưa được trang bị đồ chơi gì cả, vẫn là một cái đầu đài thì... thậm chí nó còn hỏng rồi, đầu đài đẻo thôi, trang trí thôi, còn đâu đèn quá chính nhang ok, cũng đừng nên quá quan trọng về vấn đề cái này. Tóm lại anh em về lắp bỏ ra 2 triệu mua cái màn OLED cho nó hay. Cái này với mẫu xe Kia K3000 như thế này, tải trọng nó được 1,4 tấn, khi đóng thùng lên thì nó lại bị hạ tải xuống còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Tải trọng tổng tải của nó được 3,605 tấn hay 3,650 tấn, 3,650 tấn thôi, tổng tải của nó là như vậy đấy. Tính ra tiền sắt thì nó rơi vào khoảng khối lượng bản thân thì nó 2 tấn, gần 2 tấn, thì tính ra tiền sắt thì nó rơi vào khoảng tầm mười mấy 20 triệu rồi đấy. Nhưng mà con này thì còn lâu mới hết đát, 25 năm niên hạn sử dụng xe tải. Thì con này đời 2012 thì rất là nhiều anh em họ bảo rằng xe này thì nó sắp hết đời mất rồi. Xin thưa tất cả anh em rằng là thực tế sử dụng lâu nhất thì anh em cứ nghĩ cái xe máy của anh em ấy đã bao, anh em đã thay bao nhiêu đời xe máy rồi, hoặc hay là anh em sử dụng con xe máy đấy được bao năm rồi, con xe máy đầu tiên của anh em là con đã bán được bao lâu rồi đấy, nói đơn giản cái xe máy thôi.
của cái ô tô ấy thì cơ bản chúng ta phải xác định luôn 6 tháng đến 1 năm là chúng ta làm được hay không. Nếu mà mới khởi nghiệp 6 tháng 1 năm mà làm được hay không biết luôn, biết liền luôn đấy. Một là làm được thì chúng ta có thể lâm đời lên xe khác, hai là không làm được thì chúng ta phải bán xe đi. Còn đâu là tính còn một con xe chúng ta sử dụng tầm đôi 3 năm thôi, tính chục năm thì nhiều quá đấy, nhiều quá. Cho nên là 2012 thì còn bao nhiêu năm nữa, còn nhiều lắm, còn bao nhiêu nhỉ? Mới được có 10 năm. Còn 15 năm nữa. Còn 15 năm nữa. Đấy chưa? 15 năm nữa thì còn nói tóm lại còn 9 năm đăng kiểm 6 tháng. 9 năm nữa anh em thoải mái dùng chưa? Đấy. Giờ 2012. Biển 34. Biển 34 là ở Hải Dương, quê hương bánh đậu xanh. Hải Dương kết bạn bốn phương. Thì nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe như thế này, 1,4 tấn khi đóng thùng bạc nhé, thì tải nó còn được 1,2 tấn. Đấy. Còn đâu khả năng quá tải của nó thì nó cũng phải rơi vào khoảng đôi 3 tấn. Thoải mái đi những cung đường đèo dốc là ok, tại vì nó chạy bằng nhíp. Tại vì nó chạy bằng nhíp nó khá là khỏe. Ở đằng trước hình như là nó sẽ vẫn làm, nên là các bác đi hơi rén. Cùng hơn. Cùng 2/9. Thì đây là một mẫu xe nếu phù hợp chở trâu bò hay là về chở hoa quả hay hàng hóa thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, em tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video clip của em. Chúc tất cả các bác là tự tin, tự mình, tự chọn mua được một chiếc xe tải cũng chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại tại Đa Xe Tải Thái Nguyên.